Chào mừng quý khán giả đang đến với bản tin Esports ngày 4 tháng 7. Chương trình hôm nay sẽ có những điểm nhấn chính nổi bật sau đây. Đội tuyển nữ Việt Nam xuất quân sẵn sàng lên đường dự vòng chung kết World Cup 2023. Atletico Madrid quyết hồi sinh hàng thủ trứ danh. Sevilla lên tiếng về tin đồn chiêu mộ Sergio Ramos. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ là những tin tức liên quan đến đội tuyển quốc gia nữ Việt Nam. Như vậy là sau khoảng thời gian dài dày công chuẩn bị, các thành viên của đội tuyển quốc gia nữ Việt Nam cũng đã sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Vào sáng nay, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam, lễ xuất quân dự vòng chung kết World Cup nữ 2023 đã diễn ra với sự góp mặt của đầy đủ thành viên đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam. Sáng 4 tháng 7, lễ xuất quân dự World Cup 2023 của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã được tổ chức tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Buổi lễ có sự hiện diện của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục Thể thao, VFF và các thành viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Việc tuyển Việt Nam góp mặt ở vòng chung kết World Cup nữ 2023 đánh dấu cột mốc lịch sử của nền bóng đá nước nhà. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết thành tích vào World Cup 2023 có ý nghĩa lớn với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng như bóng đá Việt Nam. Ông Trần Quốc Tuấn đánh giá kết quả này thể hiện tinh thần không bỏ cuộc, vượt qua khó khăn của bóng đá nữ. Dự World Cup 2023 cũng giúp bóng đá nữ nâng cao uy tín trong xã hội, là bước ngoặt nâng cao nhận thức chính trị của phụ nữ trong bóng đá. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, đội tuyển Việt Nam đã cơ bản hoàn tất quá trình chuẩn bị và sẽ bước vào World Cup với tinh thần quyết tâm cao nhất. Theo kế hoạch, ngày 5 tháng 7, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ chính thức lên đường sang New Zealand. Tại World Cup 2023, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung ở bảng với đương kim vô địch Mỹ, Á quân Hà Lan và Bồ Đào Nha. Chiều ngày 3 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt và động viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước khi các cô gái vàng của nước nhà lên đường tham dự World Cup 2023. Sau khi nghe huấn luyện viên Mai Đức Chung và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn báo cáo về tình hình chuẩn bị của đội tuyển trước kỳ Cúp Thế giới tới, Thủ tướng dặn dò ban huấn luyện cần có đấu pháp và chiến thuật hợp lý để phù hợp với cục diện của từng trận đấu. Ngoài ra, vấn đề thời tiết và sức khỏe của các tuyển thủ cũng được Thủ tướng quan tâm. Bên cạnh đó, Thủ tướng đánh giá cao ý chí nỗ lực của đội tuyển nữ Việt Nam với niềm tự hào khi trở thành một trong 32 đội bóng mạnh nhất thế giới. Thay mặt toàn đội, huấn luyện viên Mai Đức Chung xúc động khi nhận được sự quan tâm đến từ Thủ tướng, cũng như niềm cảm kích với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tạo mọi điều kiện giúp toàn đội an tâm hướng tới giải đấu lịch sử sắp tới. Sau khi sang New Zealand, đoàn quân huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có thêm 2 trận đấu giao hữu. Trong đó, các cô gái Việt Nam sẽ có dịp thử tài cao thấp với đội tuyển nữ New Zealand vào ngày 10 tháng 7. Với tư cách là đội chủ nhà, đại diện Châu Đại Dương hẳn là đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho hành trình phía trước của mình. Hãy cùng chúng tôi điểm qua một vài thông tin đáng chú ý về đối thủ sắp tới của Huỳnh Như và các đồng đội. New Zealand, nước đồng chủ nhà với Australia tại World Cup nữ 2023 sắp tới, cũng đã công bố danh sách rút gọn 23 cầu thủ. Trong đó, có đến 10 cái tên có lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ World Cup. Tập hợp của tuyển nữ New Zealand sẽ bao gồm những cái tên còn rất non trẻ, bên cạnh một vài cựu binh như Rhea Percival, người có kỳ World Cup thứ 5 cùng đội tuyển này. Đội bóng thuộc châu Đại Dương đã trải qua giai đoạn chuẩn bị trước thềm World Cup không thành công. Kể từ đầu năm 2023 tới nay, họ toàn thua trong các trận đấu giao hữu và chỉ duy nhất một lần có được kết quả hòa trước Iceland. Chúng tôi đã trải qua những kết quả không như ý muốn trong thời gian vừa qua. Đó rõ ràng không phải là cách chơi mà chúng tôi muốn hướng tới. Thời gian qua, chúng tôi đã tập trung để tập luyện, sinh hoạt nhằm hướng tới kỳ Cúp Thế giới này. Tôi hiểu rõ sự thất vọng như thế nào và sẽ không để những thứ như thế lặp lại. New Zealand đều giành quyền tham dự 5 kỳ World Cup gần nhất, nhưng họ vẫn chưa có bất cứ chiến thắng nào tại giải đấu lớn nhất hành tinh. 2023 cũng là năm kỷ niệm 50 năm ngày thành lập của đội tuyển bóng đá nữ tại New Zealand.
liệu 3 điểm lịch sử có đến trong tháng 7 này? Hãy chờ đợi sự thay đổi từ bóng đá Dương Sĩ khi bảng đấu của họ gồm tuyển nữ Na Uy, Thụy Sĩ và Philippines. Nếu New Zealand đấu giao hữu với Việt Nam, thì đội tuyển nữ Mỹ là đối thủ trực tiếp của chúng ta tại vòng chung kết World Cup 2023 sắp tới. Đây cũng được xem là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch, bởi ở hai kỳ gần nhất, cúp vàng đều thuộc về xứ sở cờ hoa. Huấn luyện viên Vlasko Andonovski cho thấy những sự đổi mới hứa hẹn sẽ tạo đột biến ở mùa hè này, đặc biệt là việc sử dụng các cầu thủ trẻ. Các cô gái đôi mươi như Sophia Smith, Alyssa Thompson hay Trinity Rosman đều đang tỏa sáng rực rỡ tại đội bóng chủ quản và hứa hẹn sẽ có màn chào sân World Cup mỹ mãn. Cảm giác thật khó tả khi trước đó chúng tôi còn đang vui chơi, làm video TikTok. Còn bây giờ, tôi chuẩn bị có mặt tại World Cup rồi. Thật tuyệt vời khi nhận được sự ủng hộ này. Được góp mặt tại đây thực sự là một đẳng cấp rất khác. Tôi rất vui. Ngoài ra, những công thần có kinh nghiệm thi đấu lâu năm và hiểu rõ tính khốc liệt của World Cup vẫn sẽ được trọng dụng. Trong đó, nổi bật nhất chắc chắn là Alex Morgan. Chúng tôi đặt quyết tâm cao tại giải đấu năm nay. Toàn đội dành sự kỳ vọng lớn nhằm giành lấy thành công. Tập thể này đã làm việc chăm chỉ suốt 4 năm qua để hướng tới mục tiêu cao nhất. Tôi dành sự tôn trọng lớn cho đội tuyển Việt Nam. Họ đã chơi rất hay trong trận đấu gặp Đức và chúng tôi cần phải cẩn trọng trong trận ra quân tới. Vô địch đã khó, giữ chức vô địch còn khó hơn. Trong bối cảnh các đội tuyển như Pháp, Anh hay thậm chí là người hàng xóm Canada đều lan mạnh lên một cách đáng kể. Hãy cùng chờ đợi màn trình diễn của các cô gái Mỹ với tâm điểm là trận đấu mở màn với đội tuyển nữ Việt Nam. Chuyển sang những tin tức về thị trường chuyển nhượng tại La Liga. Trong một mùa giải nhiều biến động, Atletico Madrid cuối cùng đã cán đích trong top 3. Nhưng quan trọng hơn là huấn luyện viên Simeone đã phần nào hồi sinh được hàng thủ trứ danh của đội bóng thủ đô. Chiến lược gia người Argentina còn vừa làm dày thêm nhân sự nơi hàng phòng ngự bằng một bản hợp đồng giàu kinh nghiệm từ Celta Vigo. Celta Vigo vừa trải qua một mùa giải với rất nhiều biến động, nhiều cầu thủ trong đội hình xuống phong độ. Nhưng Javi Galan, hậu vệ cánh trái của đội bóng này, vẫn là một trong những người thi đấu hay nhất. Chính màn trình diễn này đã giúp anh nhận được sự quan tâm từ Atletico Madrid. Đội chủ sân Civitas Metropolitano chính thức có được hậu vệ 28 tuổi với việc trao đổi hậu vệ Manu Sanchez cùng 5 triệu euro. Tại đội bóng mới, Galan hứa hẹn sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh khốc liệt ở vị trí hậu vệ cánh trái, khi Los Colchoneros cũng đang sở hữu nhiều nhân tố nổi bật ở vị trí này như Rendido, Hermoso hay Regulon. Sau mùa giải 2022-2023 chơi hay và đóng góp nhiều bàn thắng quan trọng cho Celta Vigo, tiền vệ Carles Beret đã chính thức được câu lạc bộ chủ sân ABK Balaidos mua đất. Ở mùa giải trước đó, đội bóng xứ Galicia mượn Beret từ AS Roma trong một mùa và đã kích hoạt điều khoản mua đất từ mùa hè 2023. Trong mùa giải trước, cựu tiền vệ của Barcelona ra sân 38 trận, ghi 5 bàn và có 6 lần dọn cổ cho các đồng đội. Với thỏa thuận mới, Beret sẽ gắn bó với Vigo bằng bản hợp đồng kéo dài 4 năm. Tại đội bóng chủ quản mới, Beret sẽ có cơ hội làm việc với Rafa Benitez vì chiến lược gia với kinh nghiệm dày dặn. Valencia là một trong những đội bóng thi đấu rất chật vật ở mùa giải vừa qua tại La Liga. Ảnh hưởng từ biến động thượng tầng suýt nữa đẩy bầy dơi vào cảnh phải xuống hạng. Và phải rất vất vả thì đội chủ sân Mestalla mới trụ lại. Mùa hè năm nay sẽ là cơ hội để Valencia chỉnh đốn lại lực lượng và hướng tới một mùa giải đầy thử thách phía trước. Sau mùa giải chật vật để giành lấy tấm vé trụ hạng, câu lạc bộ Valencia rất có thể sẽ thực hiện một cuộc thanh lọc triệt để đội hình. Edinson Cavani và Gabriel Paulista nổi lên là hai cái tên nhiều khả năng sẽ phải khăn gói rời câu lạc bộ. Cả hai đều là những cầu thủ giàu kinh nghiệm tại sân Mestalla, nhưng ở mùa giải Valencia rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Đóng góp của họ lại rất hạn chế. Chưa kể, cả Cavani và Paulista đều đang nằm trong top nhận đãi ngộ cao nhất nhì đội bóng. Cavani trải qua mùa giải với những chấn thương liên miên, anh liên tục làm việc với giường bệnh. Trong khi đó, Paulista lại phải ngồi ngoài nhiều vì bị cấm thi đấu vì thẻ phạt. Cadiz đã trụ hạng thành công ở mùa giải vừa qua. Giờ là lúc để họ bổ sung cũng như giữ chân những cầu thủ phù hợp với triết lý đội bóng. Sau nửa mùa giải thi đấu trong màu áo vàng, dưới dạng cho mượn từ Levante,
tiền đạo Roger Matri sẽ chính thức là người của Cadiz từ mùa hè này với bản hợp đồng kéo dài đến năm 2026. Matri ra sân 14 trận cho Cadiz ở mùa rồi và có được một bàn thắng. Ở một diễn biến song song, Cadiz tiếp tục thuyết phục thành công Gonzalo Escalante ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Escalante cũng thi đấu theo dạng cho mượn ở nửa sau mùa giải 2022-2023. Anh đóng góp 4 bàn thắng và có một kiến tạo sau 14 lần ra sân. Với động thái này, có thể thấy hai cái tên trên nhiều khả năng sẽ là những con át chủ bài trong kế hoạch của huấn luyện viên Sergio González kể từ mùa giải tới. Sevilla đang hoạt động khá tích cực trên thị trường chuyển nhượng mùa hè. Tuy nhiên, sau một mùa giải khá thất bát thì đội chủ sân Sanchez Pizjuan đang ưu tiên lựa chọn những thương vụ ngon bổ rẻ để đảm bảo mức trận lương an toàn. Câu lạc bộ Sevilla vừa đưa ra thông báo đã chiêu mộ thành công hậu vệ cánh trái Adrián Pedrosa từ câu lạc bộ Espanyol theo dạng chuyển nhượng tự do. Tài năng sinh năm 1998 là bản hợp đồng thứ 3 của đội chủ sân Ramón Sánchez Pizjuán ở mùa này sau trường hợp của Federico Gastoni và thương vụ mua Đức Luis Bade từ Rennes. Cầu thủ thuần chân trái sẽ gắn bó với Sevilla đến năm 2028. Pedrosa đã có 70 trận ra sân tại La Liga, đem về 3 bàn thắng và 2 pha kiến tạo. Cầu thủ này được xem là sự bổ sung đáng chờ đợi cho đội bóng xứ Andalusia. Cũng tại Sevilla, những ngày vừa qua đã có những tin đồn về việc Sergio Ramos có khả năng sẽ quay trở lại câu lạc bộ thời thơ ấu sau khi hết hạn hợp đồng với Paris Saint-Germain. Nhưng những thông tin này đã chính thức bị dập tắt khi phó chủ tịch của câu lạc bộ Sevilla, ông Jose Maria Dens Nido Carrasco, tuyên bố họ sẽ không ký hợp đồng với Sergio Ramos. Ông cho biết thêm, Ramos là cầu thủ tuyệt vời, nhưng tại thời điểm này, hậu vệ người Tây Ban Nha không nằm trong kế hoạch của câu lạc bộ. Dẫu vậy, Sergio Ramos vẫn là món hàng nóng trên thị trường chuyển nhượng khi anh nhận được 3 lời đề nghị từ các câu lạc bộ khác, trong đó 2 đến từ các đội bóng tại Ả Rập Saudi và 1 đến từ Inter Miami. Hiện Ramos vẫn đang trong kỳ nghỉ của mình và sẽ chưa vội đưa ra quyết định. Câu lạc bộ Al-Ettifaq thuộc giải vô địch quốc gia Ả Rập Saudi vừa đưa ra thông báo bổ nhiệm thành công Steven Gerrard vào vị trí huấn luyện viên trưởng kể từ mùa giải tới. Cách đây ít ngày, Gerrard đã từ chối bản hợp đồng trên, nhưng sau đó, huyền thoại của Liverpool đã thay đổi ý định để ký vào bản giao kèo kéo dài 3 năm với mức đãi ngộ lý tưởng hơn. Tại Saudi Super League, Al-Ettifaq chỉ là đội bóng tầm trung, nhưng với việc đã có sự phục vụ của Gerrard trên băng ghế chỉ đạo, đội bóng xếp thứ 7 ở mùa giải vừa qua hy vọng sẽ chiêu mộ thành công nhiều cầu thủ nổi tiếng khác. Mức lương của Gerrard tại châu Á được dự đoán sẽ tương đương với các huấn luyện viên hàng đầu trên thế giới. Chuyển sang tin tức ở các môn thể thao khác, giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp Tour de France 2023 tiếp tục mang tới những diễn biến hấp dẫn. Sau khi vượt qua hành trình hơn 200 km ở chặng 2, thể lực của các coureur tiếp tục bị thử thách với chặng đua thứ 3, cũng là một trong 3 chặng đua có lộ trình dài nhất giải đua năm nay. Chặng 3 Tour de France năm nay là chặng đua khá đặc biệt khi hành trình kéo dài xuyên biên giới từ Amore Bieta Essano thuộc Tây Ban Nha đến Bayern thuộc Pháp. Chặng đua này đã chứng kiến màn so kè quyết liệt giữa các đội đua, đặc biệt là ở giai đoạn nước rút. Bằng chiến thuật hợp lý, đội Abessin Desunic đã có những tình huống phối hợp rất nhịp nhàng để mở đường cho coureur Jasper Philipsen về đích thành công. Anh kết thúc hành trình 193,5 km với thành tích 4 giờ 43 phút 15 giây. Chiến thắng này giúp Jasper Philipsen có được 80 điểm nhưng chưa thể giành áo xanh vì thua Victor Lafay về hiệu số phụ. Trong khi đó, Adam Yates vẫn là người giữ áo vàng tổng sắp với thành tích 13 giờ 52 phút 33 giây. Áo chấm bi đỏ thuộc về cho vua leo núi Nelson Bowles. Đội đua McLaren vừa cho ra mắt mẫu xe được sử dụng tại British Grand Prix sắp tới, một diện mạo mới với sự thay đổi từ màu sơn khi màu sơn chrome của Goodgold sẽ xuất hiện trở lại trên các chiếc F1. Thiết kế này được lấy cảm hứng từ màu sơn từng được sử dụng từ năm 2006 đến năm 2014 khi McLaren hợp tác cùng Goodgold để tạo nên những chiếc xe với màu sắc đặc trưng của công ty này. Khi Goodgold Chrome ra mắt vào năm 2008, cũng là thời điểm mà Lewis Hamilton giành chức vô địch F1 tại Silverstone. Việc hợp tác trở lại này được xem là thời điểm thích hợp để McLaren
quay trở lại với thời kỳ đỉnh cao, đồng thời kỷ niệm 60 năm ngày thành lập đội đua danh tiếng này. Thông tin từ đường đua F1 cũng đã khép lại bản tin Esports hôm nay. Rất cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở bản tin Esports ngày mai.